Hello, xin chào tất cả mọi người ở ngày đầu tháng 10 nha. Thì em xin chào mọi người, chúc mọi người có một cái tháng mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và công việc. Phải sống càng ngày càng tốt hơn. Ngày hôm nay thì cũng là ngày đầu tháng 10 nhưng mà cũng trời mưa các bạn ạ. Thời tiết thì không được tốt nhưng mà hôm nay em cũng xin giới thiệu với mọi người về cái là những cái hải sản có ngày hôm nay, một số loại mới thôi nha, và cái những cái món ăn mà là từ những cái loại đó như thế nào. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người, đây là ốc nhảy nè các bạn. Ốc nhảy này là cái loại ốc nhảy đỏ nè các bạn. Con này là rất là thơm nha, bình thường như gì là nó đã thơm rồi nè. Ốc nhảy hôm nay đường này là to nè, cho mọi người xem nè, ốc nhảy rất là to luôn nha. Đó, để cho mọi người xem là toàn cảnh luôn nè. Đó ha, rất là to luôn nha. Như thế này nó đã thơm rồi nha các bạn. Nhưng mà cái con ốc nhảy này nó có một cái nhược điểm là khi mà nó chết đi rồi á, mà chúng ta không phát hiện ra thì nó rất là hôi nha, hôi cực kỳ luôn đó. Mà con này nó rất thơm, bình thường như vậy nè, nó đã thơm rồi nè, nó cực kỳ thơm luôn. Mà con này thì chỉ hấp xả thôi các bạn, hấp xả rất là ngon đó. Những cái dòng này như là ốc nhảy nè, ốc móng tay nè, đó là những là ốc bàn tay đó, là những loại đây nó rất là thơm. Đây người ta các bạn xem không, nó bình thường nó là như thế này, nó không có nhảy đâu, lấy chút nữa là nó mới nhảy nè. Đó không, ở cho mọi người xem đây là ốc nhảy nha. Đó, ốc nhảy này rất là thơm luôn nè, cực kỳ thơm luôn. Đây là ốc nhảy đỏ nha các bạn, nó có 2-3 loại ốc nhảy luôn đó, thấy không. Còn bên đây là hôm nay là chị có ốc gai nè, đây là ốc gai nha các bạn. Đây ốc gai này bà đang bán ở cái bè ốc đỏ nè, đây ốc gai nè. Đó, ốc gai này thì bên mình nó là chỉ là nướng và làm rau cỏ thôi các bạn. Ốc gai này là nướng món nhĩ rất là ngon nha, hoặc là làm gỏi ốc gai đó, thấy chưa. Còn đây ốc giác vàng, hôm nay thì không có ốc giác vàng lớn, thì có một bè nhỏ nhỏ này thôi đó, để cho mọi người xem hấp dẫn không. Đấy rồi, hôm nay thì cũng có về một ít tôm tích các bạn, tôm tích loại lớn này, tôm tích loại lớn này thì mới về thôi. Nhưng mà lớn cũng không lớn so với đợt trước. Đây, cho các bạn xem. Đây. Con này có gặp không? Tiếp. Để các bạn xem. Cực kỳ chất lượng luôn nha. Con này từ 2 đến 3 lạng thôi. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó nặng lắm. Đây, các bạn xem hàng chất lượng luôn nha. Đó, tôm tích này thì bên mình chế tỏi rồi các bạn, đây đỏ vòi voi, đây cho các bạn xem hàng chất lượng không, đó đúng không, hàng này hàng rất là ngon luôn nha. Đó cho mọi người xem này. Đó rồi, qua đây, đây hôm nay mình có tôm Alaska nè các bạn, Alaska cái cặp đèn khổng lồ đó. Không, rất là hung nha. Đó, tôm Alaska nè. Rồi qua đây tôm bông mình mới về nè các bạn. Đây tôm bông nè. Tôm bông là tôm bông mới về nè. Không, cho các bạn xem. Đúng không? Hấp dẫn không? Đó. Đây tôm bông nè các bạn. Hàng đây hàng mới về nè, cho các bạn xem. Đấy, hàng chất lượng không? Đó. Rồi, đến đây thì mình cũng xin phép được dừng cái clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và là đồng hành cùng mình trong cái thời gian vừa qua. Nếu như mọi người cảm thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký để có nhiều cái động lực ra nhiều cái video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở cái clip lần sau.